người nha. Hôm nay tôi cũng sẽ test cho mọi người cây con vô 6, con vô 9 dẫm và ném nhá. Không có cơ. 3, 3, 8, 4 cơ. Rồi, ra mà 6, 6, 6, 7 con ngựa. Rồi, thấy chưa? À, hai người cùng dẫm đi. Đây, dẫm đi, xem nào. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi. Rồi, bây giờ Nam sẽ để bạn Tùng bạn ném cho nó khách quan nhá. Bạn thì sẽ để bạn Tùng bạn sẽ ném cao hơn một xíu. Rồi, Tùng ném đi. Tùng ơi, em tiếp tục để mọi người nhìn thấy 6 u này. Đấy, một cây vợt rất là bền dẻo, các bạn nhỏ chơi thì cũng tư luôn. Ném tiếp, ném nốt lần nữa đi. Rồi, đây. Vừa nãy để mọi người nhìn thấy bạn Tùng ném rồi, bây giờ để Nam ném nhá. Đấy, rồi. Thì bây giờ sẽ đập cầu bìa luôn. Đấy. Đấy. Vượt rất là dẻo nhá, bền. Thế nên là rất phù hợp với những bạn mới chơi, người cổ tay yếu. Thì các bạn sẽ mua cây vợt này, nó bền bỉ, dễ dàng chơi, dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí, chơi lâu dài. Đấy. Thân dẻo, trợ lực tốt, rất là dễ chơi, dễ đánh luôn. Đấy. Phong cầu hay thủ cầu cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Shop thì có đầy đủ 3 màu, các bạn thích màu nào có thể bấm vào giò hàng phía dưới nha. Chào tạm biệt mọi người.